Trước tình hình ca mắc mới tại thủ đô leo thang, Chủ tịch Hà Nội cho biết thành phố sẽ có công điện mới siết chặt hơn các biện pháp phòng dịch, huy động thêm các lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở. Chiều ngày 17 tháng 12, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Trả lời ý kiến của các cử tri, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho hay, từ đợt dịch thứ tư đến nay, Hà Nội có gần 23.000 ca mắc Covid-19. Trước khi chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, gần 6 tháng, Hà Nội nỗ lực vượt bậc và chỉ có gần 6.000 ca. Khi chuyển sang trạng thái thích ứng mới, Hà Nội ghi nhận thêm khoảng 18.000 ca. Thích ứng nhưng số ca tăng thì lo lắng, không chỉ nhân dân mà là chính tôi, chính quyền các cấp cũng rất lo lắng, ông Chu Ngọc Anh nêu rõ. Theo ông Chu Ngọc Anh, xu hướng tăng cao này Ngoài các điểm chung với cả nước, Hà Nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn, chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới. Từ đó Hà Nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số địa phương cũng như người dân. Nêu thêm việc điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh cho biết tỷ lệ bệnh nhân chuyển tầng 2 sang 3 là 1,1%, cả nước trung bình là 3,4%. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong cập nhật đến tối ngày 16 tháng 12 ở Hà Nội là 0,3%. Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ sự lo ngại khi nhìn số ca mắc tăng mỗi ngày. Tâm lý chung rõ ràng là có lo lắng, dù đa số ca mắc mới đều ở thể nhẹ. Xu hướng tăng cao này, ngoài các điểm chung với cả nước, Hà Nội có những điểm khác khi thích ứng an toàn linh hoạt như mức độ giao thương rất lớn, chưa kể những ngày lễ lớn sắp tới đây. Từ đó Hà Nội kiến nghị chính phủ có khuyến cáo chung không thể để tụ tập đông người cũng như có giải pháp mạnh mẽ hơn để chấn chỉnh tình trạng chủ quan lơ là của một số đơn vị cũng như người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nói. Về mô hình trạm y tế lưu động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, với phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống dịch, thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã thành lập các khu thu dung của các quận, huyện, thị xã theo mô hình trạm y tế lưu động. Cho đến nay, toàn bộ 30 trên 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã thành lập các trạm y tế lưu động có khả năng thu dung, quản lý, điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng. Về việc phụ huynh lo lắng khi cho con trở lại trường học, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, chủ trương của thành phố là học sinh chỉ đến trường khi được đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe. Đối với việc tiêm vaccine cho trẻ em, Hà Nội hiện còn 292.000 liều nữa cho học sinh cấp 2. Còn với đối tượng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, khi nào cấp thẩm quyền cho phép, Hà Nội sẽ đăng ký số lượng cụ thể và tổ chức tiêm xong trong quý 1 năm 2022. Theo lộ trình, sau khi các em được tiêm đầy đủ hai mũi thì sẽ tính toán đến việc quay trở lại trường học. Chủ tịch UBND TP thông tin, Hà Nội sẽ được cấp thêm khoảng 500.000 liều vaccine để hoàn thành tiêm mũi 2 cho học sinh trước ngày 31 tháng 12. Vâng, con số ca mắc mới tại thủ đô tối ngày hôm qua đã khiến cho không ít người giật mình bởi số ca nhiễm đã tăng gấp 3 lần so với ngày trước đó. Tuy nhiên, những con số chênh lệch giữa CDC Hà Nội và Bộ Y tế đưa ra khiến không ít người hoang mang. Vậy cụ thể, ngày 17 tháng 12, Hà Nội có 1.440 ca hay 535 ca COVID-19 mới. Tình hình này đã diễn ra liên tục, nhất là trong những ngày gần đây, số ca mắc mới của Hà Nội tăng cao như trong ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế công bố Hà Nội ghi nhận 423 ca mắc mới, nhưng con số mà CDC Hà Nội công bố lại là 1.330. Ngày 15 tháng 12, CDC Hà Nội công bố 1.357 ca, nhưng con số của Bộ Y tế lại là 1.024 ca. Ngày 14 tháng 12, Hà Nội công bố 900 ca, nhưng số Bộ Y tế công bố lại là 837 ca. Điều tương tự cũng đã xuất hiện ở nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh từng công bố bổ sung thêm trên 150.000 ca mắc mới, hay ở Tây Ninh vào ngày 16 tháng 12 công bố bổ sung trên 18.000 ca mới. Thậm chí là sau khi công bố bổ sung trên 18.000 ca mới, tổng số bệnh nhân của tỉnh Tây Ninh công bố vẫn cao hơn con số mà Bộ Y tế công bố. Vậy vì sao lại có sự khác biệt trong tranh lệch số liệu như vậy? Theo giải thích của đại diện Hà Nội, Hà Nội cung cấp số liệu cho Bộ Y tế từ 16 giờ chiều hàng ngày để bộ tổng hợp và báo cáo chính phủ. Số liệu chung này cũng được Bộ Y tế công bố và báo chí đăng tải vào 18 giờ hàng ngày. Còn số liệu Hà Nội công bố được chốt vào lúc 18 giờ, khoảng cách 2 giờ sẽ có thêm các mẫu xét nghiệm được trả kết quả và số liệu công bố lấy ở hai thời điểm nên có khác nhau. Mặt khác, Việc nhập dữ liệu vào hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 có thể chậm hơn so với số mắc trên thực tế. Hoặc là có địa phương chỉ nhập ca dương tính xét nghiệm bằng PCR lên hệ thống, trong khi Bộ Y tế đã cho phép Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xác định ca mắc mới thông qua test nhanh. Con số Bộ Y tế công bố là số lấy từ hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, trong đó đã có dữ liệu và mã số của từng ca bệnh. Đây chính là lý do có tình trạng số liệu tranh lệch giữa công bố của Bộ Y tế và của địa phương. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế gửi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, có thể sử dụng test nhanh kháng nguyên để xác định tình trạng mắc COVID-19 và khỏi bệnh, cho ra viện hoặc chấm dứt cách ly. Thông tin tiếp theo liên quan đến nghi vấn quá tải xét nghiệm điều trị COVID-19. Không để người dân hoang mang, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, việc chậm trả kết quả xét nghiệm không phải do quá tải. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân chờ nhiều ngày, chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR, F0 chậm được đưa đi cách ly điều trị. Đơn cử như gia đình ở chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 4 F0, chờ một tuần mới có kết quả xét nghiệm khẳng định. Trả lời báo chí, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cho rằng, Việc chậm đưa 4 F0 ở chung cư HH3A Linh Đàm trên địa bàn để cách ly là do chưa có kết quả xét nghiệm PCR. Việc này khiến chính quyền địa phương lúng túng vì không thể ký quyết định đi điều trị hay cách ly tại nhà. Trước thực trạng này, nhiều người Hà Nội lo lắng rằng việc lấy mẫu xét nghiệm, điều trị F0, cách ly F1 tại thủ đô đang bị quá tải. Trao đổi với báo chí, ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, hiện nay lực lượng y tế tập trung xử lý mẫu xét nghiệm nhiều hơn trước đây. Ngoài ra, mẫu dương tính nhiều hơn trước nên phải làm cẩn thận chắc chắn có mẫu dương tính phải làm xét nghiệm tới lần thứ hai thứ ba mới có kết quả chắc chắn khẳng định nên chậm trong khi số lượng mẫu tăng trường hợp ở phường hoàng liệt quận hoàng mai không chỉ có cdc làm mà có các đơn vị khác xét nghiệm nữa nếu cdc làm thời gian đảm bảo nhưng một số đơn vị khác làm thường sẽ chậm hơn ông tuấn nói về thông tin cho rằng việc chậm trả kết quả xét nghiệm có phải do bị quá tải ông tuấn cho hay thành phố chưa đến mức độ này nhưng do số lượng mẫu tăng lên, số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước. Đánh giá về tình hình dịch hiện tại ở thủ đô, khi các ca nhiễm liên tục đạt đỉnh, phó giám đốc CDC Hà Nội cho rằng người dân vẫn phải tuân thủ biện pháp 5K, lực lượng chức năng vẫn phải nhanh chóng xét nghiệm khoanh vùng xử lý các ổ dịch. Giờ được điều trị cách ly theo dõi tại nhà nên người dân yên tâm khi có vấn đề gì hoặc tự xét nghiệm dương tính phải liên hệ với lực lượng y tế để được hướng dẫn cụ thể. Sẽ phải xử lý rác thải y tế riêng, rác thải sinh hoạt xử lý bình thường. Mỗi quận huyện sẽ phải ký hợp đồng với công ty môi trường nào đó chịu trách nhiệm xử lý việc này. Ông Tuấn cũng cho biết thêm, số ca mắc tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng nữa, hơn 1.000 ca một ngày chưa phải nổ, dự kiến có thể lên đến vài ngàn ca. Ông Tuấn nhấn mạnh, Tất cả kịch bản Hà Nội cũng đã lượng tính cụ thể. Tuy nhiên, ở mức độ nào chúng ta sẽ xử lý ở mức độ đó và làm một cách phù hợp nhất. Cùng với đó, hàng xóm cũng đóng vai trò rất quan trọng cùng chính quyền địa phương, phối hợp, giám sát, hỗ trợ những gia đình có F0, F1 để không tiếp xúc với người ngoài.